Chào anh em mê game nhá. Mình lại làm tiếp một cái video để test cái bộ PS3 Super Slim. Đây bộ này PS3 Super Slim nhá, cho khách ở trên Thái Nguyên. Khách này thì đã chuyển full rồi, chuyển full tiền cái bộ này rồi. Đấy, PS3 Super Slim. Hack ổ cứng 500GB nhá, hai tay này. Đấy, hai tay này còn rất đẹp. Đây. Đây có tem bảo hành của mình nhá. Đây là hai tay. Dây dợ đây, dây dợ thì có dây nguồn này, dây HDMI này, chưa, với cả cái dây sạc cho tay. Đấy, dây sạc thì chỉ có một cái thôi, máy nào cũng thế. Nó là cái chân mini USB nhá, nó cắm ở đây khi mà sạc tay. Rồi, cái đầu USB này sẽ cắm lên cái cổng USB của máy để sạc. Đấy, khi mà cắm vào ấy, cắm vào máy ấy thì đèn nó sẽ nháy nhá. Đấy, cắm vào đợi một lúc thì cái đèn đèn này nó sẽ nháy đây, nó nháy là nó đang sạc. Còn khi mà nó đã đầy pin rồi thì nó sẽ dừng, nó sẽ không nháy nữa. Đấy. Cái này chỉ có thể cắm vào máy để sạc thôi hoặc là cắm vào máy tính nhá, laptop hoặc PC chứ nó không dùng cục sạc điện thoại được đâu. Rồi, ok. Đấy, đấy là hai tay, còn đây là máy đây. Đấy. Máy tem bảo hành của mình đây, dán đây nhá. Ok chưa? Con này là cái khay đĩa của nó thì là mở bằng cơ chứ không phải bằng điện tử. Đây. Hướng dẫn sử dụng này. Cái phím nguồn của nó là phím ở đây. Đây nhá, phím nguồn này nhá. Khi mà cắm điện vào đèn này nó sẽ màu đỏ. Khi mà bật lên cái thì nó sẽ đèn màu xanh, nó chuyển sang đèn màu xanh. Đây, cái chỗ này là để em mở cái đĩa này. Đấy, bấm vào để mở đĩa ra. Nếu như mình trượt bằng tay cũng được, không cần bấm đây. Có hai cổng USB đằng trước này nhá, để sạc pin cho tay hoặc gắn ổ cứng game ngoài. Đấy, thì hai qua cổng hai cổng USB này. Đằng sau này. Đằng sau rắc nguồn đây. Rắc nguồn rắc số 8. Rắc HDMI để xuất hình ảnh âm thanh lên TV, cái rắc này. Ngoài ra nó sẽ còn thêm cái nữa là cái cổng mạng. Cổng mạng con này có cả wifi, tuy nhiên thì máy hack thì không kết nối mạng nhá. Đừng kết nối mạng là dễ bị Sony nó ban máy lắm, không chơi được. Đấy, đấy là cổng mạng. Cổng AV tức là cho những cái TV cũ ngày xưa, ví dụ CRT nó không có đường HDMI thì có thể dùng AV. Nhưng mà chắc là bây giờ không có cái TV này nữa đâu. Cổng optical quang tức là âm thanh số, cổng quang ấy. Đấy, nếu mà có âm ly thì mới dùng được. Đấy, xuất ra âm ly. Con này nghe cắm đĩa CD và nghe nhạc hơi bị phê nên mới xuất cổng 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 quang nhá. Đấy là cái phần kết nối. Ok, bây giờ sẽ bật máy xong rồi test máy cho bác nhé. Rồi, đằng dây nguồn với cả dây HDMI vào. Sau đó thì bật máy bằng cái phím này. Bấm vào đây. Hoặc là bấm cái phím PS này trên tay này. Đấy. Tất cả tay này mình đều vệ sinh, chỉnh sửa hết, ok hết rồi nhá. Đấy, vệ sinh rất sạch sẽ luôn, tay như mới luôn. Đấy, bật máy bấm cái phím PS này. Đấy, bấm đấy là nó sẽ tự động nó bật cả máy cả tay luôn. Đấy, và tay nào bật trước nó sẽ đèn, nó sẽ là tay số 1 và cái đèn nó dừng ở đèn số 1. Đấy, đèn dừng số 1 nhá. Đây, còn tay 2 này. Đấy, tay 2 thì nó sẽ dừng ở đèn số 2. PS3 này nó nhận được một lúc 8 tay cơ. 8 tay một lúc. Okay, đợi mình chuyển vào cái trên này có nhiều phím tắt. Chuyển khỏi vậy. Đấy, chuyển sang dây HDMI của PS3. Đây, giao diện PS3 đây. Giao diện PS3 nó sẽ bố trí như thế này.
Nói chung là những cái video trước thì bác đã xem rồi thì bác có thể hình dung được. Tuy nhiên thì cái máy này là máy của bác để test trực tiếp luôn nhé. Đấy, giao diện menu của nó này. Cái ngoài cùng thì nó sẽ bao gồm có cái phần tắt máy trên cùng này. Đấy. Menu nó sẽ là ngang. Đấy, mỗi menu ngang lại có một menu dọc. Đấy, ok chưa? Đấy, ở cái mục ngoài cùng này nó sẽ có phần tắt máy tạo user. Đấy, user thì mình đã tạo sẵn rồi. Bác thích thì tôi về tạo thêm user đây. Tiếp theo nó là cái phần setting. Setting thì ở đây là mình sẽ cho phép mình cài đặt những cái thông tin, ví dụ như xem thông tin hệ thống này, rồi là cài đặt về về thêm, rồi về ngày tháng các thứ, display rồi là sao thứ network thì nó ở phần setting này nhé. Đây mình có thể xem thông tin của máy ở đây ở phần system setting này. O là chọn nhá, còn X là back. O là chọn, X là back. Sau đó chọn phần system information. Đấy, zoom lại một tí để nhìn nó rõ hơn này. Con này ổ cứng của nó 500 GB, nó chỉ nhận 465 GB thôi và đang còn chống 17 GB nhé. Firmware là 4.90 mới nhất rồi. Đây là phần thông tin của máy. Back ra. Tiếp nữa đó là mình quan tâm đến cái phần game, thì tất cả game nó sẽ ở cái mục game này nhé. Đấy, game mà cài theo không phải yêu cầu mà cài những cái game mà phổ biến mọi người hay chơi thì game thì cài hết ra ngoài màn hình chính này rồi. Đấy, bấm là chơi thôi. Con này thì là Super Slim sẽ là Hack Hand. Hack Hand thì nó sẽ có cái mục Enable Hand này này. Enable Hand này thì mỗi lần bật máy lên mình sẽ bật cái hand, chạy cái hand này để bật hack nhá. Chạy cái hand này để bật hack. Chỉ một lần sau khi bật máy thôi. Đấy. Thì đa phần những cái game mà đã cài qua này này là không cần bật hand vẫn chơi được bình thường. Tuy nhiên có những một vài cái game nó sẽ yêu cầu phải chạy hand thì nó mới cho chơi. Tức là bật hack lên mình sẽ chơi, ví dụ những cái game giả lập như này. Đấy, những cái game giả lập, game 4 nút này nọ. Đấy, game như Nintendo này, thì nó sẽ yêu cầu phải chạy hand, thì chạy hand mỗi lần mình sẽ bật hand sau khi bật máy thôi. Một lần thôi, không cần phải lần sau bật máy lên phải chạy hand. Đấy. Đấy, thì mình chạy hand thì cứ chọn hand này thôi. Để bật hack lên mà. Nó chỉ mất 10 giây thôi. Đấy, sau đó mình chọn yes để đóng lại. Đấy, như thế là xong. Chạy hand thế là xong. Tất cả những game giả lập như này thì mình có thể chơi chơi được, chạy hand xong chơi luôn, nó không sẽ không có lỗi nữa. Ok, duyệt qua cái list game. Đây là chất thật 3 này. Đấy. Những cái game này thì là những cái game phổ biến mọi người hay chơi. Thì chép cho bác. Đây, game bóng đá này nhá. Bóng đá là có bình luận tiếng Việt luôn. Đấy, đua xe này. Đấy, rồng đen này. Minecraft này. Mafia này. Đấy, là nói Just Cause 2, Hitman này. GTA 5 này. Đấy, God of War 3, Far Cry 4 này. Đấy, Fallout 3, Đua xe 1 này. Đấy, game Tam Quốc này, Bảy Viên Ngọc Rồng này, Death Space 3 này, Death Island này, Call of Duty này, Bomberman này. Đặt bom ấy. Đấy, Batman. Mấy cái game này là game game giả lập 4 nút này, ngày xưa đây. Thực ra cái này nó cũng không chiếm nhiều dung lượng đâu. Như cái chép ở đây thì bác thích chơi 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 thôi, nó không mất nhiều, nó có mấy chục mê thôi mà. Đấy, thì tất cả những game cuối cùng là cái phần cái app để quản lý file của máy hack. Đấy. Thì toàn bộ game là như vậy. Còn ngoài cái mục này ra thì nó có thêm cái mục video này hoặc là music, nhạc, photo. Music và photo thì cái này là cái hỗ trợ thêm thôi, nó thích thì chép nhạc vào xong rồi chơi nghe hoặc là duyệt ảnh xem video. Đấy. Còn mấy cái mục này network đấy, cả login các thứ friend thì máy hack thì không vào được cái mục này nhé. Đấy, máy hack thì phải có mạng mới vào được. Mấy mục này phải có mạng mới vào được, nhưng mà máy hack thì không kết nối mạng. Rồi ok, thì bây giờ sẽ test một game cho ba. Test game bóng đá thì thường thì test game bóng đá.
Super Slim này thì là cái đời cuối cùng của V3. Đấy, đời cuối cùng, nói chung là cái đời cuối cùng là gì, nó khá là bền, chạy nó khá là bền, nó ít lỗi hơn là những cái đời trước. Tuy nhiên thì nó chỉ hack hand được thôi, nhưng mà hack hand thì nó chỉ là bật cái hand nên nó không có gì khác biệt lắm. Mỗi lần bật máy mình chạy hand này. Thực ra những cái game cài ngoài màn hình này thì không cần chạy hand, không cần chạy hand nó vẫn vẫn chơi được bình thường. Đấy. Bản pet này thì có bình luận tiếng Việt nhé. Có bình luận tiếng Việt. Đây nó có phần kết nối mạng, nhưng mà máy hack không kết nối mạng thì mình sẽ bấm X back để bỏ qua. Rồi, chơi game thì sang cái thẻ mát này này. Chọn Play Now. Chọn cái đầu tiên luôn. Đây, tay 2 này, tay 2 thì tay màu đỏ, gạt nó sang. Đấy, nó kết nối được một lúc 8 tay cơ, 8 người chơi cùng một lúc. Ở cái bước này Live Update Function này thì chọn No nhé, đừng chọn Yes. Chọn Yes thì cũng không ấy đâu, tại vì không có mạng, Yes cũng không giải quyết được cái gì cả. Chọn No. Đấy. V-League này, Công an Hà Nội, được chưa? Tay 2. Đấy, bây giờ nào. Kick off. Rồi, à, bật loa này. Khiến rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi. Đấy, đây và chắc là chắn là có bình luận tiếng Việt chúng tôi nữa. Rất vui khi được đồng hành cùng với nhân vật bên cạnh tôi đây. Chào anh. Vâng, xin chào quý vị. Hãy hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh để chuẩn bị chào đón những bất ngờ sẽ xảy ra ngày hôm nay trong trận đấu hữu tình cao vào thời điểm này giữa đội bóng đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch và đội bóng được yêu mến nhất. Như vậy là chúng ta đã cho trận đấu được bắt đầu. Phạm lỗi rồi. Quyết tâm. Có ai xuất hiện
rất táo bạo. Khả năng đặt tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường truyền vừa rồi. Rồi là hoàn toàn xứng đáng với thế trận và tinh thần thi đấu rất máu lửa của họ. Mạnh lắm, nhuận ghê không? Ban tổng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Trong bóng đá đôi khi những chiến thuật không mang lại hiệu quả thì việc một cá nhân tỏa sáng đúng lúc lại mang lại một kết quả mỹ mãn. Nỗ lực tuyệt vời đã bị vô hiệu hóa, cú sút không vào. Chúng ta có thể thấy rõ được khuôn mặt rất thất vọng của huấn luyện viên ở ngoài đường pit. Cơ hội đã trôi qua. Thoát lưới rồi. Ok. Đấy, thoát game thì giữ lì cái phím pass này nhá. Chọn quit game. Yes. Rồi, ok chưa? Tắt máy thì cũng giữ lì phím PS này. Đấy, xong rồi chọn Turn off the system, nó tắt máy. Còn cái Turn off the controller này nó chỉ ngắt cái nối tay thôi nhé. Đấy, chọn Turn off system, chọn Yes. Đấy, tắt máy thôi. Đấy, mình ship cái bộ PS3 Super Slim 2 tay ổ cứng 500GB cho các khách ở trên Thái Nguyên nhé. Chuyển khoản full rồi, tin tưởng shop là chuyển khoản full rồi. Bây giờ mình chỉ việc ship lên bác nhận hàng thôi. PS3 thì nó dừng sản xuất lâu rồi, nó chỉ là hình thức như này thì khá là ổn rồi nhé, dừng sản xuất cách đây mười mấy năm rồi. Ok, thì bác nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video nhé. Có Zalo mình để dưới này này. Ok, video mình dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào.